mỗi khi bà hàng xóm khen tôi đẹp. Trời ơi, cám ơi, nay bận đồ mới nè Phong. Tội tao nó sang, nó chậm kìa. Chưa có ai mà sang chậm như cưng được luôn cám. Lần đầu tiên chị thấy luôn hết nha. Thôi, bớt khen những cái đi. Qua đây làm gì, nói lẹ ăn tiếng. Tính mượn tiền phải không? Nói đâu, chị nói thiệt mà. Tôi là tôi nhìn cái mặt bà hai chữ mượn tiền nó nổi chà bá lên luôn rồi đó. Đừng có nói. Trời ơi, có cái áo bận hoài là lấy đâu ra áo bớt đẹp. Đẹp đâu nha. Thì tôi có mượn tiền đó. Tiền không cho mượn 200.000 coi. Trời ơi, không có tao cho chúng mày, không có sớm nào ai cho chúng mày đâu cho mày biết. Không có ai cho chúng mày đâu mày biết. Trời ơi. Xin lỗi bà, tôi tải app Gabo về. Bên có tính năng lắc các bạn á. Bà lắc cái này là ra bạn à, lắc cái là ra bạn à. Triệu trong đó còn có làm nhiệm vụ mời bạn bè là ta có tiền rồi, có quà nữa. Trời ơi, nó chắc cần kỹ á chị ơi. Rồi có cho mượn không vậy? Hả? Ối, mày tưởng mình đào nho. Đàn bà con gái, có cái nhà không chắc để thứ rùm mà giờ này mới lao mới dọn đó bà. Bây giờ hết chị hết em rồi qua đây kiếm chuyện hả? Mày dọn lại bản mặt của mày đi. Mày hơn được ai mà mày kiếm chuyện với tao hả? Mày hơn được ai? Đi chị ơi, kiếm bản mặt của mày. Thằng chồng tao chơi chung với thằng chồng mày, tao mới chơi chung thôi. Còn giờ là khỏi đi cơ. Đàn bà con gái cắt cái đầu. Tôi không có được gì hết trơn. Gặp có chuyện. Tao cắt đầu sao kệ, tao thích tao có tiền tao cắt được không? Trời ơi, đâu như mày. Tao bảo lũ chắc câu chứ giờ mày giờ mới lấy cây trong nhà lao mà. Nhà tao lật ra cái nền nó còn cao đỡ hơn nhà mày. Nhà tao trôi chắc giờ mày còn cái đống mà. Cái thứ như mày, đĩa mày đặt đeo chim hạt. Vậy mắt mày bị mù á. Cứ con vịt con da mà làm như mình con công con phượng. Tao mắc ói. Thờ ơ, tao không chơi với cái bản mặt của mày là đúng rồi. Đúng thiệt tình đúng luôn. Đàn bà con gái gì đâu có cái mặt đàn ông. Đàn bà con gái gì đâu có cái mặt đàn ông. Nói vậy không sợ trời đánh mày chết cái gì? Không có con đàn bà con gái mà ở chơi như mày đâu. Còn không có biết bên ghét nữa kìa. Đó, thấy chưa? Ra tao còn biết bằng chén. Không biết bằng chén. Tao có thể nói chuyện với cái bà thứ như mày. Mất chị em buồn què nữa. Mày nói tao không mang dép ở dơ. Còn mày đàn bà con gái ba ngày chưa tắm mà mày ở sạch. Mày ơi, tao tự nhiên mày vào cái chuyện nhà chửi đó. Mày coi trời ơi, tất cả mày ơi. Trời ơi, cám na nhìn đẹp sang trai quá trời nha. À, cho chị mượn 200.000 được không? Cho chị đám cưới. Tiền đâu mà cho bà mượn hoài. Trời ơi, chị với em với nhau không à. Mà 200.000 không lẽ mẹ không cho mượn được. Cứ tuần nào cũng qua mượn 100-200.000. Tiền đâu. Trời ơi, tao mượn có 100-200.000 gì cái dám thôi mà. Mày tiền nhóc hết trơn. Tao làm đâu có nhiều tiền được như mày. Trời ơi, tôi cũng làm lúa. Tụi bạn cũng làm lúa. Tôi cũng trồng vườn. Bạn cũng trồng vườn. Tôi cũng ở đợ. Bạn cũng ở đợ. Tại sao bà làm không đủ tiền xài hả? Cái mặt mình còn giống nhau mà không lẽ cái túi mình không giống nhau. Trời ơi, nhà mày giàu muốn chết. Ăn hoài còn hết luôn. Chi nhà tao nghèo muốn chết nha. Mượn đi. Tao đừng có để tất tại nghèo tất tại giàu vậy đây. Đường ở tao mà làm có tiền hả? Tao qua mượn mày hoài đó. Chị em buộc thịt buộc thà vậy đó. Từ thời gian là tiền là bạc. Tao không biết gì hết trơn. Tối đó tao ôm cái điện thoại ra tao cài app Luca vậy đó. Tao cài like, cài share, cài comment đồ kiếm thêm. Không thì tao lên đó tao kiếm hỗ trợ bán hàng trực tiếp đó. Trời ơi, cứ ở đó than. Nó đẻ ở Quảng Ninh rồi về Trà Vinh rồi sống cái gì mà than hoài vậy? Chắc là tôi cũng xài Luca rồi chứ đâu. Mệt ghê. Vậy thôi, tao đi về. Trời ơi, có, người ta không cần đâu. Hèn chi tao cám nó xài app Luca. Bởi vì nó mới giàu hơn mình. Chứ thì sao giàu được mình. Mình đẹp ghê nữa mà. Thôi đi cải app Luca. Xuân mừng xuân thắm tươi. Trắng đỏ vàng hoa nở khắp nơi. Đồng hôi hương khắp xuân thê màu. Hoa đào tàn tươi mùi ly kém chi. Đó sớm mai đây là tôi mỗi khi hàng xóm thấy mua đồ nhiều. À, đồ về, trời ơi, tao vui gần chết. Trời ơi, con kìa cái mặt nó xấu như cái mền rách vậy mà trời ơi, nó dụ được trai, nhỏ này mê trai, bị trai cho đồ không? Hồi sáng rồi thấy dao mười mấy lần rồi đó cho mày biết. Cho dù nó dụ trai mình cũng được chê nó xấu hiểu không? Ở trời ơi, chị em mình đẹp chết mà mày không được chê gì chê. Chứ nữa mà chê nó xấu chả gì khác mà chê mình. Nguyên cái xóm này có cái bản bạc giống dao không mà chê gì nữa chê. Thôi chị đợi em xíu nha, để em vô em cất đồ shipper mới trao kia, mới gọi em ra lấy cây em xúc cho mấy chị. Đi làm gì?
định đồ quá hả? Trai cho nhiều quá chứ bà. Hả? Xúc đắc á chị. Trời ơi, có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn đất chứ ăn gì. Đồ này tôi đặt trên Shopee đó, người ta đang giao sáng giờ quá trời nè, đang chương trình siêu xe cho bác kìa. Gì? Mày đặt lần mười mấy món hả? Trời ơi, tiền ship mắc lắm mày ơi. Trời ơi, Shopee đang có chương trình siêu xe ngày 11 tháng 11 cà bá lửa luôn kìa. Có đồ người ta giảm giá có 1.000 bạc à. Bởi vậy không lo săn sale săn deal, tối ngày nó nhiều chuyện mà. Tức ghê vậy. Trời ơi, giảm có ngày mày mua chút mấy ngày mày đừng có xạo mày ơi. Đâu ra chương trình nào ai giảm giá dữ vậy. Trời ơi, người ta sale từ ngày 20 tháng 10 cho tới ngày 14 tháng 11 rồi mấy bẻ ơi. Nhanh đi còn kẹp, không là không còn gì đâu mua. Ha. Ôi, vậy mình tìm mua đồ nó chạy. Shopee siêu xe 11 tháng 11 miễn phí vận chuyển không đồng. Mấy chị hàng xóm của tôi là như thế này này. Trời ơi, trong khi người ta thiếu ăn thiếu thốn mà nó lấy gạo nó đổ nó bỏ cho gà cho vịt ăn. Tao đi đồn là không biết giúp đỡ người khác mà lãng phí lương thực thực phẩm. Tới rồi, cái chuyện này là chết rồi. Chết rồi. Hả? Cái gì vậy? Rồi nè, đứng yên nè, đứng yên tắm cho nó sạch, nó đẹp, nó thơm đấy con. Rồi đứng yên nè ha, đứng yên ngoan quá trời giỏi luôn mày ơi. Trời ơi, tự nhiên đi tắm chó. Tao đồn nó ngược đẩy đồng giật. Cái tội này nặng lắm, nặng dữ lắm luôn. Hả? Con mẹ này nó khùng hay gì trời. Trời đất ơi. Thôi mà, ra coi nhìn nè, cái lớn. Có gì đâu mà kêu tao cái mừng vừa tưởng khuya mà con cám đâu ra ngoài đường với ta. Mơi đồn nó bỏ nhà đi chứ trai. Trời ơi, cái con nó điên rồi mẹ ơi, trẻ nó đi mẹ ơi, đi ngủ mày ơi. Hôm nay là thứ bảy, đi thẳng đi vòng ba. Nhạc lên là em nhảy, em sexy sexy mà ta. Mỗi hôm qua còn đang trên phường, nhìn mặt em mà anh thấy thương. Mà hôm nay em đã... Xóm bạn chuẩn bị chơi Halloween chưa? Mày đứa ơi, Halloween tới rồi, tụi bay hôm nay tính giả cái gì vậy? Chuẩn bị chưa? Có chứ không mày, trời ơi, hôm nay mưa bão quá rồi tao hốt được những mấy nhánh cây gãy rồi nên nó... Làm mắt cây. Còn mày làm gì mà mắt cái mặt xanh lè, xanh lét vậy? Cây mưa gió bão buồn quá nên tao quyết định làm mai da. Bởi vậy tao quyết quýt cái mặt tao sẽ lẹm nhé mày ba da đó. Ủa rồi con kia mày tính làm gì vậy? Hả? Hôm nay tao làm ma yêu ma quỷ quái, hôm nay tao sẽ làm phù thủy yêu tinh xinh đẹp. Trời ơi mày cầu phù mỏ chứ phù thủy gì? Phù thủy tao bị mất, không có con phù thủy nào như mày mà bị hô không? Thấy vô lý không? Tao vậy chứ còn mày. Cái miệng của mày nghiệp quá, người ta nhận nước chát vậy giờ làm ma da gì? Cái miệng còn hơn cái lẹt của người ta nữa. Hả? Còn mày làm gì ngồi đây đây? Trời ơi, Halloween tới rồi, không lo giả ma giả quỷ rồi đi. Ngồi đó làm gì vậy? Ủa gì tao chết rồi, tao làm con gì mà mày kêu tao giả ma con ma con quỷ hả? Làm con người xuống không chết không chịu làm giả ma giả quỷ. Tao không có biết nó đâu, chị lỗi nha. Thôi đi chơi Halloween đây. Hả? Mày á bà gặp tàn thứ chó đẻ đâu không à. Tức muốn nghỉ bỏ đi đầu thai luôn vậy. Hả? Mỗi khi nhà tôi mần lúa. Trời nắng chết luôn nè, đi ra đây nên thui sao được. Mày hưng nhá, tao nhát cái bụng cào vô họng mày bây giờ nghe mày. Mày ở đó làm chuyện nó làm, nó làm gì khùng chứ kiên. Là ai lọc thì lọc, con lọc nè. Hả, con lọc rồi nha. Hả? Trang, mình xin lỗi được chưa? Khỏi có lỗi phải gì mày ở đó mày hư nè đi. Cho mày biết nha, mày hư nè đi. Ô
biết rồi. Những câu chuyện Tết quen thuộc. Ôi chị gái, em mới vui vẻ thân nhất nha phần Nam phát đạt chị ơi. Trời ơi, Tết chứ tới nơi rồi, vô đây ngồi trắng hồng dương với các em nè. Thằng Cúc với bà. Trời ơi, hôm nay lớn phát rồi á. Rồi có bồ chưa? Dạ, con không có bồ, con lo đi làm mà con yêu đương gì trơn không ơi. Bào quá trời bào luôn nè, bởi vì không có bồ nè, thấy không? Ừ mà không có bồ chắc đi làm dư nhiều lắm đó con. Dương được nhiêu thế? Chơi. Vô liền nè, con này chưa bao giờ xuống một bàn nào hết trơn, mới cho bà biết nè, xin lỗi bà. Chia mày. Anh tới rồi, mày lên đi lên nè. Bà chú bắt đánh gì mà đánh. Hả? 21k. Bé nó đợi 22, nó kêu 21, tức cái lòng ngực giả thang của yêu. Trời ơi, nó đợi 5 hàng luôn, không kinh trời ơi, tức gì đâu, nó đợi con hàng mà nó kinh. Trời ơi, tao chưa kịp hờ, nó kinh cái yêu rồi, còn chơi gì nữa mà chơi. Nó dẹp mẹ chứ rồi. Người mua bông trưng Tết chưa? 25 Tết. Ủa chị, nó 25 Tết là nhiêu cặp vậy chị? À, em gái, trời ơi, vô mua ủng hộ chị nè. Bữa nay 25 Tết chị mới lên bông về luôn, có 300 ngàn cặp rồi, trên bông đẹp lắm, bông tươi lắm. Cứ vô mua ủng hộ chị đi cưng. Mắc dữ trời, trời ơi, năm nay mà 300 ngàn cặp gì bớt đi chị ơi. Con mắc không cưng ơi, dịch dọc kinh tế hôm nay khó khăn bão lũ lắm trơn, bởi vậy 300 ngàn cặp là chuyện dễ dàng à, mua ủng hộ cưng. Tết giúp con ngày mà. Thôi, vậy lấy em cặp thôi, bài, cặp thôi, gói liền em nha. Rồi, chị gói liền. 27 Tết. Ủa chị gái ơi, hôm nay bông dặn họ nhiêu cặp với cúc nhiêu cặp trời. Trời nè, 7 Tết là mua bông này rẻ hơn bình thường đó nghe. Nói chứ là năm nay cặp có 200 ngàn thôi, mua ủng hộ em luôn đi chị ơi. Đứa vậy hả? Bớt không bớt đi để mua cho mỗi năm có 50 ngàn, 100 ngàn cặp nay mắc dữ chị. Trời ơi, năm nay dịch dọc mưa bão lũ quá trời luôn. Chị bằng trồng được có nhiêu bông này á cưng ơi. Khổ lắm cưng ơi, bởi vậy thôi mua ủng hộ chị đi cưng ơi, trả giá không được đâu. Rồi vậy gói cho em cặp cúc đi, cái cặp dặn họ. Rồi dễ thương quá trời luôn, nay chị gói cho cưng liền, nay chị gói liền cho cưng nha. 29 Tết. Trời em gái, bà mua đồ đẹp quá trời Tết luôn gái, thôi vô mua bông chị đẹp cưng, mua hộ chị đẹp cưng. Rồi gái, nay 29 Tết là bông nhiêu cặp đẹp cưng. Rồi bữa nay 29 Tết rồi, bông còn đẹp quá trời luôn mà tôi bán lỗ mà luôn, có 200 ngàn cặp nè. Mua đi nè, mua hộ tôi cho hết đi nè, chợ đặt khỏi nó không trở về. Gì dữ vậy mày trời ơi, người ta bán có 50 ngàn, 100 ngàn cặp này bán, trăm mấy 200 ngàn bán mắc vậy. Thôi bán cho công 50 ngàn, 100 ngàn cặp đi, tôi lấy vài cặp đi nè. Trời bông này tôi lấy mấy trăm ngàn một cặp rồi, bà làm gì mà bán có giá đó thôi. Mua giùm tôi đi ngày mai, tôi không có bán nữa, mua ủng hộ tôi đi, Tết năm nay không bán được là khỏi ăn Tết luôn á. Thôi đừng lấy nước mắt ở đây, mày bán lời từ đầu mùa Tết tới giờ bao nhiêu tiền rồi mày đặt, đừng mua hoa ngày 30 Tết cho mày. Gói gốc, khỏi lên báo, mất công, tao dày mặt rồi. 50 ngàn là 50 ngàn, gói liền nè. Mệt. Xóm tôi vào Tết. Nè em gái, trời ơi, nãy chị ra giường á, chị bẻ được nãy chú Cao nè. Định nha cho cưng nhưng mà thôi, tự nhiên nghĩ lại ích kỷ quá nên không cho cưng luôn. Ở đất giờ chị tốt trồng được hai nãy chú ngon ghê không? Nè em nay cũng ăn cơm với chuối. Nè, trời ơi, ra giường bẻ hai nãy chú nhỏ nhỏ vô để ăn cơm bữa ăn nhớ chị ơi. Mua bông trưng Tết cho cưng. Trời năm nay thì chị đâu có mua nhiều đâu, có hai chậu nhỏ nhỏ vậy thôi, mày biết không, đụt xị 80 ngàn một chậu đó ta. Mắc lắm á, bởi vậy dạo dạo có tiền có điều kiện mới mua nổi, chứ bông năm nay ai mua nổi nè mày ơi. Ôi bác này nhà em không có tiền chinh bông, không có mua cũng không có trồng luôn đó, trời ơi nghèo lắm chị ơi. Không biết gì chị ơi. Ờ cả mày tắm chết tắt ra thì chân mâm ngủ quả chưa cưng, chưa chuẩn bị xong nữa chị ơi. Trời ơi mâm quả trời thì chuẩn bị gì được đâu. Trời năm nay chị thì cũng vẫn chân như mọi năm, cầu dừa đủ xài, năm nào cũng xài dư hết trơn, năm nào cũng dư hết trơn, bởi vậy năm nay cầu dừa đủ xài thôi, không muốn dư nữa đâu cưng ơi. Em để em cắm cầu dịch qua chị ơi, trời ơi dịch dọc thì có mừng ăn được đâu, ở nó vừa đủ xài. Mày đó cũng đúng thôi, tao cũng đuổi thôi. Trời ơi cám năm nay mừng ăn không có không, với tao mừng ăn không lên được gì trơn mày ơi, tết cũng lịch mà còn có bởi vậy hả? Tao phải chạy vô tiệm vàng mua cộng với chiền 5 chỉ để nó tặng cho Quốc Lập để xài tết á, chứ không có tiền để xài tết luôn mày ơi. Ngộ vậy đó hả chị? Trời ơi chị ơi, tết nhưng tới rồi em có đi làm được chị đâu, cũng đi trang chị à. Nghèo khổ tiền ăn tết còn có lấy đâu tiền được sắm vàng như chị ơi. Hả?